ever dried up. 'Cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Ban đầu cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm, cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh, tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Nhận lấy đính hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vang, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh trong đời anh. Dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày, hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Anh sẽ mình sẽ mãi che chở cho em, mình sẽ bên nhau không xa rời và mình cùng nguyện ước bên nhau mãi thôi. Cô sâu trong anh duy nhất trong ai, xin em hãy làm vợ anh em nhé. Trong nụ hôn từ sâu ra vào sẽ nắm tay nhau đến mãi mãi. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Nhận lấy đính hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vang, cho anh sự bình yên thật
cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh ha. Và cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vàng, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Hồng trần kiếp này hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dấu, kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên ương chung một mái nhà. Cô bạn thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bạn thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này.
Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Thưa quý vị đại biểu, khách quý thân mến, luôn luôn là tiểu đề tỏ lòng tình chị mến khách. Theo như những quan niệm tốt đẹp của gia đình chúng ta, đó chính là khách đến nhà thì hát, khách đến nhà thì rót nước mời trầu. Để thiện cho tấm lòng tình chị mến khách, gia đình chúng tôi đã cùng mời về đây phần thân để biểu diễn tiếng hát của các nghệ sĩ, các ca sĩ trở về từ công ty tổ chức sự kiện dịch vụ và thương mại liên quan nghiệp ven trở về từ Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa, sẽ thay lời cho con trẻ, thay lời cho tư gia đến từ gia đình nhà trai được bày tỏ tấm lòng tình chị mến khách tới tất cả mọi người. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng trở về với những miền kinh Bắc xa xôi để chúng ta sẽ bắt gặp những liền anh, những liền chị thông qua làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, tổ khúc giao duyên quan họ Mười Châu. Một lần nữa xin được chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị đã trở về trong buổi ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thân thương đến với một ca sĩ Văn Anh qua tổ khúc giao duyên quan họ Mười Châu. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho dâu rể em vui lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin chúc hai em là trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn, phật đồ nghĩa phu thê. Sau đây là tôi xin gửi đến Văn Trường bài hát Giận Mà Thương, phong ca với ca sĩ Văn Trường.
chợt bừng lên tia nắng xua tan bóng tối yêu quạnh nơi con tim này. Em ơi, thật lòng cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả những gì em đã trao. Chẳng hề vô cớ, cũng chẳng cần lý do, vì yêu chỉ cần cả hai yêu hết lòng. Hy sinh vì nhau, vứt bỏ đi cái tôi, mong em lắng nghe con tim mình lên tiếng. Chỉ một lần thôi em nhé, hãy để anh yêu em, chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, cứ khóc khi em yếu mềm và cười thật tươi em nhé. Bởi vì em luôn có anh dang vòng tay bất cứ khi nào em lo. Chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ dàng, chỉ cần bên nhau ta bước, có khó khăn cùng chẳng mang, rồi ngày bình yên sẽ tới. Mình ngồi bên hiên vắng dưới ánh hoàng hôn cùng tách trà thơm, mọi ưu phiền chẳng còn vương và chỉ có hai ta mộng mơ. Chẳng cần lý do, vì yêu chỉ cần cả hai yêu hết lòng. Hy sinh vì nhau, vứt bỏ đi cái tôi, mong em lắng nghe con tim mình lên tiếng. Oh, chỉ một lần thôi em nhé, hãy để anh yêu em, chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, cứ khóc khi em yếu mềm và cười thật tươi em nhé. Bởi vì em luôn có anh dang vòng tay bất cứ khi nào em lo. Chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ dàng, chỉ cần bên nhau ta bước, có khó khăn cùng chẳng mang, rồi ngày bình yên sẽ tới. Mình ngồi bên hiên vắng dưới ánh hoàng hôn cùng tách trà thơm, mọi ưu phiền chẳng còn vương và chỉ có hai ta mộng mơ. Thôi em nhé, hãy để anh yêu em, chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, cứ khóc khi em yếu mềm và cười thật tươi em nhé. Bởi vì em luôn có ai ra. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, bạn bè, tân khách của hai gia đình và hai cháu, hôm nay ngày lành tháng tốt, trời đẹp, gia đình họ nhà gái giao trách nhiệm cho tôi làm trưởng đoàn đưa cháu Huyền Trang về làm dâu, làm con của gia đình họ nhà trai. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái, tôi xin gửi tới các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè tân khách xa gần của hai gia đình và hai cháu lời chào mạnh khỏe và lời chúc an khang và thịnh vượng. Kính thưa các cụ, người ta thường nói hôm nay nô nức yến oanh, họ Dương họ Phạm kết tình thông gia, chúc cho hai họ một nhà ngàn năm bền vững, mặn mà ngàn năm. Kính thưa các cụ, xong lại có câu chim khôn thì chọn nhánh chọn cành, trai khôn thì tìm vợ, gái con thì tìm chồng. Đấy cũng là một nhẽ. Chim khôn thì chỉnh trang, gái ngon thì tìm chóng hèn lành gửi thân. Hôm nay cháu Huyền Trang
đã tìm được chỗ để gửi thân, gia đình họ nhà gái chúng tôi cũng xin gửi lại ông bà, ông Tín và bà Trung. Bản thân cháu tuy vẫn người lớn nhưng tuổi còn rất ít. Về vấn đề phong tục tập quán chưa được trọn vẹn đối với hai bên, cho nên cái này kính gửi các ông các bà đại diện cho gia đình họ nhà trai tạo điều kiện mọi bước để giúp cháu trưởng thành thành một đứa dâu hiền của gia đình. Cuối cùng tôi xin kính chúc toàn thể hội hôn mạnh khỏe và thành công tốt đẹp. Chúc cho hai cháu sẽ yêu nhau chút chuẩn chung thủy trọn đời, và hãy cất cao tiếng hát yêu đời. Chúc cho hai cháu yêu nhau chút. Thôi các ông các bà thông cảm, tôi nói chung là hơi xúc động một chút vì bây giờ lại lên cố rồi, cho nên là tuổi thì ít nhưng lên cố rồi. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin báo cáo là thế này, tôi sẽ đọc lại vì lý do là hơi hồi hộp một chút. Chúc cho cháu Trang sẽ yêu cho long trời lở đất và hãy cất cao tiếng hát yêu đời, yêu trọn đời một thế kỷ không phai. Yêu đã đành rồi nhưng cháu lại vẫn chưa an tâm vì lý do đang còn thiếu một món. Thay mặt cho gia đình ông bà ông Lâm và bà Hạnh, cái này là cháu nó mới quan tâm đây này, cháu với các cụ là thế, tức là bố mẹ cháu Lâm đã gửi cho Trang cho cháu số rồi và gửi cả vàng rồi nhưng lại còn có tiền nữa. Tôi sẽ thay mặt cho ông bà ông Lâm và bà Hạnh sẽ thông báo với các hội hôn một câu là riêng về cái tiền đó là bố mẹ cháu Trang và cháu sẽ trao cho các cháu là hơn 30 triệu, tức là tiền mặt, để mai ngày kia các cháu mua con lợn khoảng 15-20 cân gì đó để làm cái vốn nuôi từ nhỏ đến lớn. Vâng, xin thay mặt cho bố mẹ cháu sẽ gửi lại cho hai cháu. Xin được cảm ơn rất nhiều tới những lời ý kiến, lời phát biểu của ban đại diện trưởng đoàn từ gia đình nhà trai. Thôi chúc một lần nữa chúc hội hôn mạnh khỏe và chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin hết lời. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và chúng tôi trân trọng kính mời phần đáp từ của gia đình nhà gái và gia đình nhà trai ạ. Cho phép tôi thay mặt họ nhà trai xin cảm ơn lời nhắn nhủi của gia đình nhà gái. Tôi xin thay mặt cho gia đình nhà trai chúng tôi giờ phút này cũng có thể nói là ngày lành tháng tốt, chúng tôi rất là rất vui và rất phấn khởi, nhưng cũng không quên được sự cảm ơn của ông bà sinh ra cháu Trang và toàn bộ anh em nội ngoại các cháu gần xa đã dành một cái tình cảm cao quý cho hai cháu và cho gia đình nhà cha họ nhà trai chúng tôi đã đưa cháu Trang về tại hội trường và tại gia đình. Chính thức từ giờ phút này cháu Trang và sẽ là cháu dâu và con dâu hiền thảo của gia đình chúng tôi. Thay mặt cho gia đình chúng tôi xúc động nhưng vẫn không quên một lời là mong cho hai cháu một năm sau cũng tại hội trường này họ nhà trai nhà gái chúng ta sẽ ăn mừng một cháu trai ra đời. Như chúng ta đã biết, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta hạnh phúc là vốn quý của con người, nhà gái đã chia sẻ dành một cái tình cảm cao quý cho cháu trai và cháu xấu xây dựng hạnh phúc trăm năm. Giờ phút này không biết nói gì hơn, thay mặt cho nhà trai chúng tôi xin cảm ơn và cảm ơn rất và rất nhiều tới gia đình nhà gái đã dành chia sẻ một cái tình cảm cao quý vô giá cho gia đình chúng tôi. Và thay mặt gia đình không biết nói gì hơn, xin cảm ơn và sự quan tâm của gia đình nhà gái, xin cảm ơn. Và cảm ơn ban tổ chức đã mất ăn mất ngủ những ngày gần đây để coi như tổ chức thành công cho hai cháu. Có anh giang vòng tay bất cứ khi nào em lo, chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ dàng, chỉ cần bên nhau ta bước có khó khăn cùng trắng mang.
chẳng còn vương và chỉ có hai ta mong mơ. Dưới ánh hoàng hôn cùng tách trà thơm, mọi ưu phiền chẳng còn vương, chỉ có hai ta mong mơ.